mỏi. Em thênh thang trên con đường tình, giờ nước mắt hay đau thật khô. Tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ đây nhìn lại con đường em đi trên đầy màu xanh. Tất cả tay nhìn cho ca sĩ Thi đừng ngoài công mơ mỏi đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hãy nhận nó ngủ ở gờ mặt trâu anh căng tà hạ lên đỏ mặt. Nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã vui thay giữa dùng cam trắng. Quân sĩ đâu? Hãy mau về báo hung tin cho quân ta được rõ. Đằng gió đông xưa đã lùi thay nơi gió bụi quang hà. Cây tùng lá xanh xây mộ cho anh. Tình nào vẻ vang trong cơ chiến tranh. À bây giờ mình quay mình gửi qua anh nào ai sẽ kia. Cách trơ hận muôn đời nói đưa khi thêm càng nhờ. Ở vỗ tay mọi người hết rồi, xong rồi, xong rồi. Vâng quá rồi. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Xin dừng chân nghe quán em đây bán trái sầu riêng chứ. Em đây không bán tình duyên, con mười duyên, con mười quyền. Thì là mình đi xuống để cho họ học đưng bưng cái bục lên đó, đúng không? Tại bộ sưu tập áo dài cưới mang tên dấu ấn đến từ vương triều Thái Tông. Bộ trang phục tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo trên tà áo
rộng cho người mặc mà còn mang lại một giá trị khác biệt. Đây cũng sẽ là một trong những dòng sản phẩm handmade cao cấp mà ai cũng mong muốn thực hiện trong tương lai. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại bộ sưu tập áo cỏi lụa của thương hiệu Thái Quân. Sản phẩm tuyệt vời với chủ đề cõi lụa trên nền của vải Thái Cương, Minh Hà cùng với Á hậu Thúy Vân xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong tối nay. Ladies and gentlemen, and we would like to welcome each and every one of you to our very special event tonight. Quý vị, tối ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng đến với những khoảnh khắc mở đầu cho năm mới trong một sự kiện vô cùng ý nghĩa và đặc biệt mang tên Thái Tướng Vương Tập Thương Hiệu. Chương trình không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật và thời trang mà còn là một sự kiện để chúng tôi tri ân gắn kết Thái Tướng với tất cả quý vị đang có mặt tối nay. Ladies and gentlemen, tonight we are here to celebrate very special moments of New Year's. And in a very meaningful event, we would like to call Thái Tướng Reaching New Height. This is the show that combines art and fashions, and also a chance for Thái Tướng to send our deepest gratitude to each and every one of you, our dearest friends. Tại sao? Ok đó mọi người. Tại sao lại sớm? Tại vì có con vui lắm. Yeah. Con bây giờ là bao nhiêu tháng nhỉ? 72. Wow, ê, nói chung dễ thương dã man luôn đấy, thì ta thấy. Thank you. Chắc là gen bố đúng không? Trời. Bye bye mọi người, Vân đi làm chương trình nên lên được mọi người ở lại có live stream hát không? Không, rồi thôi hát một câu đi ơn nhé. Mọi người dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự xuất hiện của danh ca Thái Châu ngày hôm nay được không ạ? Khang ơi, bà mong rằng năm mốt á, anh Thái Tướng á làm cho hai bộ đặc biệt áo dài cho năm. Cái tết, cái tết. Vâng, nhớ nhắc nha. Để tết anh em mình mặc áo dài gì đó xuân anh Châu nha. Cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn danh ca Thái Châu và chúc sức khỏe cũng như chúc mừng năm mới anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trong hành trình vươn tầm thương hiệu ngày hôm nay, Thái Tuấn có rất nhiều bước đột phá mới và ngay sau đây sẽ là một cột mốc rất đặc biệt đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu Thái Tuấn. Với bước tiến vượt trội này, Thái Tuấn đã chuẩn bị cho hành trình bứt phá bằng công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất trong tương lai. Và xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây. Xin mời. Tất cả quý vị đã đến với Thái Tướng trong đêm ngày hôm nay.
Thái Tuấn sẽ mãi vươn xa và vươn tầm thương hiệu. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn nhân dân Thanh Hà và một lần nữa thay mặt cho Thái Tuấn chúc mừng năm mới quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Thái Tuấn. Xin chào. Hello mọi người, như vậy là Vân đã kết thúc ngày đầu tiên đi làm trong năm 2021. Và như mọi người cũng đã thấy là mẹ biểu sữa đi làm thì hồi nãy rất là hoành tráng và sân khấu. Nhưng bây giờ thì đã trên không giới này, nhưng mà quan trọng nhất là mình đã có một cái show rất là thành công. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình